Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nè. Hôm nay em về rất là nhiều bao tai nha mọi người. Bao tai này là bao tai có thun chống tuột nha mọi người nha. Khi mình đeo vô á, cái bao tai của mình nó ôm lên cái phần thun á, nó ôm lên trên tai, nó sẽ không có bị tuột ha mọi người. Cái phần dưới này á là bao tai siêu dai, và ở bên trong nó có lót nỉ bên trong ha mọi người ha. Hàng có sẵn ở shop, mọi người đến shop mua một đôi vẫn được giá sỉ nha mọi người nha. Nó lót nỉ bên trong nó rất là im. Đây là nó lót nỉ bên trong nè ha. Bao tai siêu dai, bao tai dài có thun chống tuột. Hàng có sẵn nha mọi người. Bao rẻ, bao im nha. Nó rất là im. Khi mình đeo vô á, nó ôm sát cái ngón tay của mình dễ làm công chuyện lắm mọi người. Rất là dễ làm công chuyện nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.